cặp con cá rồi. Đấy, đây là toàn cảnh điểm câu mới của mình. Đây, rất là đẹp. Đục quá á, đù quá sóc nát. Ngon 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 ngon. Hai chú. Ăn. Đồ. Dính tiếp con nữa. Đồ. Má bắn tượng bắn tượng. Đồ trúng 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 ngay cái mép. Ôi trời, sao? Ngon 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 ngon. Ra đây. Ô em. Ôi. Hoài bự. Đậu phộng tím con cái bóng tượng nữa. Trúng 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 trúng. Chỗ bóng tượng hả mày? Trời. Trúng 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 trúng. Tiếp tục một em nữa. Chưa, đã trúng trúng cái hầm này, trúng này hầm mà ngon à. Ô con vàng, con vàng, ăn con vàng ăn. Đây mày đi đâu ấy chứ, một con sóc đất nữa. Ôi sao ngon à. Đã chục hả cái mỏ. Cứ lấy chút xíu xíu bị dính. Ồ, ngon ngon ngon. Nào. Ổn định ổn định. Chô. Cái hầm này ngon ha. Đấy. Giờ tiếp quay gần tiếp. Cục ăn. Đây, kéo vô rồi muốn, kéo vô rồi muốn rồi, kéo vô rồi muốn rồi, kéo vô rồi muốn rồi. Đây. Mày bự. À, bóng tượng nữa, chù cái ổ. Cái ổ các bạn ơi, cái ổ đâu. Chù. À. Rồi, đã. Quá đã. Đã. Cho em nó vào. Đây. Chù, ngon. Trời, sao hồi nó ăn nó động sao nó giờ nó không ăn nữa các bạn ơi. Bây giờ nửa tiếng hồ không ăn. Trời. Rồi. Rồi như tôi ổn định ạ.
cái rô mà bóng lát lại rầm cái rầm rồi con nào nhỏ nhỏ cái rô nhỏ nó giờ cho gà ăn thôi. Video kết thúc ở đây các bạn, mình quay điện thoại nó hơi rung, mong các bạn thông cảm. Rồi, mình xin phép dừng clip ở đây, hẹn các bác các bạn này clip sau. Chúc sông Ba đẹp quá. Chụp này nhé, chụp dây đầu sợ đấy con vậy. Oh, wow, bắt lên coi bọn mình dơ tanh. Ốc gì đây.